nhân tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam và ngày nhân đạo thế giới. Sáng ngày 10 tháng 8, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm và tặng quà người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vân Sơn và thị trấn Mã Đức. Đến thăm và tặng quà, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các đồng chí trong đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng 6 suất quà tới người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vân Sơn và thị trấn Mã Đức. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng được trích từ nguồn quỹ nạn nhân chất độc da cam của huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện mong muốn các gia đình luôn gương mẫu, giáo dục con em trong gia đình, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên, chia sẻ với các hộ nghèo, khuyết tật cùng các gia đình là nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện vượt qua khó khăn. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện sẽ dành tặng 40 suất quà với tổng trị giá 12 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ nạn nhân chất độc da cam huyện và 10 suất quà của tỉnh, tổ chức thăm hỏi, động viên người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.